Quý vị thân mến, ngày 17 tháng 4 vừa qua, nhân viên và khách hàng tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank huyện Bào Bàng đã có pha khiếp vía khi bị tên cướp cầm súng đe dọa cướp tiền. Nhớ lại khoảnh khắc ra mặt với tên cướp hung tợn, các nhân viên ngân hàng tại đây vẫn chưa hết hoảng sợ. Liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, các nhân viên ngân hàng ở đây kể lại rằng khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 4, có một thanh niên đi bộ vào ngân hàng. Đối tượng đến ngồi ở băng ghế đặt dưới tầng trệt quan sát khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa nghỉ trưa chị nguyễn vũ bích thảo phó phòng giao dịch của ngân hàng đến hỏi thanh niên này cần làm thủ tục gì để ngân hàng phục vụ thì đối tượng trả lời đang chờ bạn bảo vệ ngân hàng vừa đóng cửa chính cửa cuốn thì đối tượng bất ngờ lấy khẩu súng giấu trong túi áo đen và bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà và khiến những người có mặt trong ngân hàng hoảng loạn đối tượng ném ba lô màu đen cho chị đặng thị cẩm chi thủ quỹ của ngân hàng và trồm lên quầy giao dịch quát lớn tiền này không phải của chị mà là của ngân hàng chị không đưa là chị chết bị đối tượng chĩa súng vào người chị cầm chi đành phải lấy các cọc tiền từ trong tủ bỏ vào ba lô của đối tượng sau khi lấy tiền tên cấp chĩa súng về phía anh lường huy phượng bảo vệ ngân hàng đang quay lưng về phía phát yêu cầu mở cửa thấy anh phượng không thực hiện đối tượng này đã nổ súng bắn nhân viên bảo vệ này dù bị thương anh phượng quay lại dùng hết sức chống trả vật lộn với đối tượng rất may sau đó, hai khách hàng đến ngân hàng giao dịch là anh Nguyễn Đốc Phong và anh Bùi Nhật Huy và lực lượng công an huyện Bào Bàng đã kịp thời có mặt, hỗ trợ anh Phượng và khống chế được đối tượng. Trong quá trình vật lộn với nhân viên bảo vệ ngân hàng, tên cướp cũng bị thương ở phần đầu, chảy máu khá nhiều. Sau đó, tên cướp bị công an bắt giữ và xác định là Nguyễn Tấn Phát, 26 tuổi, quê Bình Phước. Tại cơ quan công an, Phát khai nhận đi cướp vì nợ nần, phát từng vay của một công ty tài chính số tiền 20 triệu đồng nhưng không đủ khả năng chi trả nên nhiều lần bị công an này hăm dọa bản thân và gia đình. Ngoài ra phát thấy mẹ lao động vất vả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để phụ giúp gia đình. Trong thời gian qua đã có không ít những vụ việc các đối tượng túng quá làm liều lao vào các tiệm vàng ngân hàng cầm hung khí trộm cướp Chính vì thế hy vọng sau vụ việc, các ngân hàng cần tăng cường cảnh giác hơn nữa, có biện pháp bảo đảm an ninh phù hợp để đề phòng trường hợp tương tự xảy ra.